Ok, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ dành một ít thời gian để mình giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Đó chính là chiếc máy cưa kiếm 3A 1100W. Đối với mọi người có vẻ cái tên máy cưa kiếm còn rất là xa lạ, nhưng mà để nói cho nó dễ hiểu thì nó chính là một chiếc máy cưa cầm tay. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết máy cưa kiếm là như thế nào nhé. Và đây là chiếc hộp của máy cưa kiếm 3A 1100W. Trong vẻ ngoài nó khá là hầm hố. Thì bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem nó là bao gồm cái gì nhé. Thì đầu tiên là đây là thân máy cưa kiếm. Máy này cầm khá là chắc chắn. Trọng lượng của máy này vào khoảng 25kg. Ngoài ra thì trong chiếc hộp này chúng ta còn có một cái bộ 7 lưỡi cưa. Ở đây mình thấy các lưỡi cưa đều có kích thước khác nhau và các kiểu răng cưa khác nhau. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cưa được gỗ, ống nhựa, ống kim loại. Và cuối cùng là bộ phụ kiện. Trong cái bộ phụ kiện này mình thấy có một cái lục giác dùng để điều chỉnh máy và một cái bộ hai chổi than dùng để thay thế trong quá trình sử dụng lâu dài. Về phần cấu tạo máy thì đây là thân máy cưa kiếm. Mình thấy đây là một cái sợi dây nguồn. Dây này có chiều dài khoảng 1,5m. Và phần tay cầm này được thiết kế hình chữ D, rất là cá tính và dễ dàng cầm nắm. Thì ở cái phần tay cầm này mình thấy nó có một cái lớp cao su và nó có những cái đường gân giúp cho tay cầm của chúng ta làm việc liên tục, nó không bị tê tay. Thì đây là cái phần công tắc nhấn. Thì cái công tắc nhấn này nó cũng rất là nhẹ và giúp chúng ta dễ dàng, không cần phải dùng quá nhiều lực. Ngoài ra thì ở bên mặt đây, cái mặt tay cầm, chúng ta có một cái nút. Nút này là dùng để khóa chuyển động, tức là ví dụ như khi các bạn dùng để cưa liên tục, chúng ta chỉ cần nhấn vào và nhấn cái nút nhỏ này thì nó sẽ khóa lại, máy nó sẽ làm việc liên tục. Còn khi các bạn muốn dừng cái chế độ này thì chúng ta nhấn nhẹ vào và bù ra thì máy nó sẽ dừng lại. Ngoài ra ở bên trên của chiếc máy này nó còn có một cái điểm rất là đặc biệt mà mình thấy các máy trên thị trường hiện nay rất là ít có máy được trang bị cái tính năng này, đó là tính năng xoay cái tay cầm này. Cái tay cầm này hiện tại chúng ta có thể xoay được khoảng 180 độ, xoay từ bên này sang bên này. Cái việc xoay tay cầm này nó sẽ giúp cho chúng ta thao tác nhiều góc độ khác nhau. Và đây, hai bên hông của nó có hai cái bộ phận màu đen này. Hai cái hộp màu đen này chính là hai cái vị trí mà chúng ta sẽ thay chổi than. Ví dụ trong các bạn sử dụng lâu ngày ở nhà thì chổi than sẽ bị mòn, thì chúng ta có một cái bộ chổi than tặng kèm. Thì mình sẽ thay vào trực tiếp ở trong một cái lỗ đen, cái hộp đen này, hai bên, mỗi bên một cái. Và cuối cùng là cái phần trên này. Cái phần trên này thì nó bao gồm phần đầu lắp lưỡi cưa và cái phần tay cầm. Ở cái phần tay cầm này á, thì họ đã thiết kế cho mình rất là nhỏ gọn để mình, cái bàn tay của mình có thể cầm nắm một cách chắc chắn. Và cuối cùng đó là bộ phận lắp lưỡi dao, lưỡi cưa. Thì cái bộ phận lắp lưỡi cưa này á, đối với những cái máy công cụ bình thường các bạn ở nhà thường dùng là các máy khoan hay là máy cắt cầm tay, thì nó được sử dụng một cái dụng cụ đi kèm để tháo lắp mũi khoan hoặc là đá cắt, đá mài. Nhưng mà đối với máy cưa kiếm của 3A, chúng tôi thiết kế một cái đầu xoay như thế này. Đối với những cái đầu xoay này thì bạn chỉ cần xoay một ngược chiều kim đồng hồ một góc khoảng 30 độ là các bạn có thể đặt lưỡi cưa vào và các bạn buông tay ra thì nó sẽ tự động khóa lưỡi cưa lại. Nó sẽ rất là đơn giản. Về bộ phụ kiện lưỡi cưa thì máy này được đi kèm là 7 lưỡi cưa với hai lưỡi cưa có chiều dài 300mm, hai lưỡi cưa có chiều dài từ 240 đến 255mm và ba lưỡi nhỏ có chiều dài khoảng 150mm để giúp cho các bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau và nhiều vật liệu có kích thước khác nhau. Thì với cái bộ lưỡi cưa này á, thì bạn có thể cưa được các ống nhựa, ống kim loại, thạch cao, gỗ và ống cao su, vân vân. Đối với ống kim loại, bạn có thể cưa được tối đa đường kính là khoảng 20mm, ống đặt ruột hoặc là ống rỗng ruột đều được. Đối với ống nhựa hay là gỗ thì các bạn có thể cưa được đường kính tối đa là 100mm. Để lắp được lưỡi cưa cho cái máy này thì bây giờ
mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp lửa cưa. Đây là ốc để chúng ta điều chỉnh cái bệ cố định này. Đây ở phần đầu nó có một cái bộ phận này. Cái bộ phận này giúp chúng ta tì vào mặt phẳng để giữ vững máy. Trong trường hợp các bạn cần cưa trên một cái bề mặt phẳng thì hoặc là mặt tường hay là mặt vách hoặc là mặt phẳng mặt bàn như thế này. Đầu tiên là chúng ta điều chỉnh cái giá kèm cho nó phù hợp. Các bạn để ở cái khoảng cách nào mà mình cảm thấy là phù hợp cho cái mặt phẳng mà mình cần cưa. Tiếp theo là các bạn xoay và giữ cái chốt vặn ở đầu đây. Đây. Sau đó mình sẽ đặt cái lưỡi cưa vào. Ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái lưỡi cưa 150mm. Tùy các bạn có thể đặt theo cái chiều hướng xuống này hoặc là cái chiều hướng ngược lại cái lưỡi cưa hướng lên. Cái đó là tùy theo cái góc độ làm việc của các bạn. Ở đây mình sẽ đặt theo một cái chiều hướng xuống bình thường. Sau đó mình chỉ cần buông tay là lưỡi cưa sẽ tự động được khóa chặt ở trong cái máy này. Và bây giờ mình sẽ đem cái máy này đi cắt thực tế cho các bạn xem là nó hiệu quả như thế nào nhé. Như vậy là các bạn đã thấy tính năng và hiệu quả của chiếc máy cưa kiếm 3A1100W. Đây là một sản phẩm rất là phù hợp cho các cơ sở, các xưởng sản xuất hoặc thậm chí là các gia đình. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi với số hotline bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.